vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ chơi đó là vị tướng Zon. Thì hiện tại thì đáng chuỗi đó là 17 và trận đấu này mà win thì bước sáng đó là chuỗi 18. Thì hy vọng đó là được chuỗi đẹp đẹp anh em ạ. Thì đối với Zon thì ở mùa này thì nói chung cũng bị giảm sức mạnh đó là khi mà anh em đó là không còn sát thương chuẩn chí mạng nữa. Nhưng mà Zon thì cũng một trong những xạ thủ có lượng đám cực kỳ là khủng, đặc biệt đó là giai đoạn late game. Anh em thấy thì trong đấu giải ở AC thì cũng khá là nhiều đội tuyển thích sử dụng gió này anh em ạ. Đó là sức mạnh của nó. Đối với rank tinh anh này thì mình đi đơn anh em ạ, chỉ cần đó là cầm xà thủ hoặc là cầm đó là đi rừng thì gần như là auto win à. Đi đơn cũng được anh em ạ. Đi đơn thì nói chung mình xin đi rừng hoặc là cầm xà thủ thôi, đừng có cầm đỡ đòn là được. Thì cũng có thể là gánh tím cực kỳ là dễ. Hơn nữa thì đi đơn thì thường đó là giành nhau anh em ạ. Bên mình không giành thì bên họ giành. Mà bên mình ok thì bên bàn thì lại không ok. Nói chung trận đấu nào thì cũng vướng mắc cả. Anh em đi đơn mà ránh tâm đó là tính anh thì nói chung auto đó là không mấy trận đó là game đẹp đâu. Nên là mình cũng hiểu tâm lý của anh em đó là đi đơn rất chi là khó để lên ránh. Mình làm clip thì hầu như đó là mình đi đơn. Chỉ có đó là vài ba clip thì đi tém thôi anh em ạ. Đi đơn thì sẽ trực diện cho anh em hơn. Hơn nữa thì đi đơn game mới lâu được. Chứ đi tém gặp tém đánh hay cả thì game cứ toàn đó là 7-8 phút thì chắc chắn đó là trận đấu thì không hay ho cho lắm. Nói chung để làm được một clip thì cũng có đó là đôi khi rất chết rất dễ. Ba trận có khi làm được hai clip rồi. Nhưng mà cũng có đôi khi là khá là khó anh em ạ. Bởi vì ví dụ vào gặp thứ nhất đó là áp cá này, hoặc là đôi bàn áp cá này, thì có những clip đó thì gần như cũng là mất luôn. Thứ hai nữa đó là gặp tép đinh, đó là quá là hay đi, hủy diệt tém mình luôn. Hoặc là tém mình quá là hay, hủy diệt tém địch luôn. Thì thực sự những clip đó thì mình cũng không muốn đăng cho lắm. Thì nãy giờ đó là mình đánh cùng vài trận rồi. Hôm nay thì mình đánh vài trận rồi. Nhưng mà anh em thấy đi đơn hầu như là trận đấu nào chả có bên nào đó là hai bên tém đều đẹp cả. Trận đấu nào cũng xấu cái. Clip trước thì mình vạc Zon đi mid. Nếu mà anh em có yêu cầu thì hôm sau mình sẽ đăng đó là clip đó. Nếu mà anh em yêu cầu, ai mà yêu cầu thì bình luận phía bên dưới. Mình đó là vạc Zon đi mid luôn. Gánh tím cực kỳ là dễ anh em ạ. Nói chung anh em chỉ cần chơi ổn một xíu thôi. Vạc Zon đi mid hay là vạc Zon đi ở lén rồng thì gánh tím rất đơn giản luôn. Đi đơn cũng làm được chuỗi chứ đừng có nói đó là đi tém anh em ạ. Mà mình khuyên anh em tốt nhất đó là đi tém nhá. Nhiều anh em bảo đó đi đơn tụt rank kinh khủng. Thì mình khuyên đó là anh em nên đi tém, tốt nhất đó là tém 3, còn không thì tém 2 cũng được. Bởi vì khi anh em đi tém 2 thì hầu như đó là ghép bên kia đó là tém 3. Thì hai bên đều đi tém cả thì người ta sẽ chơi đó là trách nhiệm với nhau. Thì khi chơi trách nhiệm với nhau thì người ta sẽ ít phá hơn nha anh em. Chứ anh em mà không đi tém thì hầu như là rất chi là dễ bị phá luôn. Ôi tên thân của mình ăn được màng của Ngô Khống kia, có thêm con búa xanh nữa, tuyệt vời anh em ạ. Tém bên mình thì cũng có vị tướng mới anh em nhá. Thì vị tướng mới thì mình cũng đã làm rồi, anh em nào chưa xem thì có thể đã quay lại phần video. Thì mình đã làm đó là vị tướng mới rồi, nó cực kỳ là mạnh luôn anh em ạ. Không biết ông này đánh thế nào, chứ thực sự vị tướng mới đó mà cầm vào rank thì báo phê luôn. Nhưng mà cũng phải đó là biết cách đánh, biết cách combo, hiểu rõ chiêu thức nhanh nhé. Chứ không phải là tự nhiên lao vào mà có thể là chơi được một cách tốt nhất. Cái gì thì cũng phải tìm hiểu thôi. Đối đầu với mình bên kia thì nói chung đó là ná tài anh em ạ, đám thì cũng rất chia to, Ngô Khống thì cũng khá là khó chịu. Quan trọng là giữ được vị trí được bắn thôi. Bên kia thì có đó là
lá ví nữa. Mình cần đó là né những cú đàn thân quáng đến từ lá ví nhá. Cẩn thận nó mà trúng phát là thôi xong luôn ấy. Rồi pha này dùng chiêu một chắn đầu này. Hay quá pha này. Ui thôi xong rồi, không ăn được màng anh em ạ. Ui gặp ngay tu lén thôi, tạm biệt. Đó là SP tém mình rồi, chia buồn SP nhá. Pha này solo luôn ấy, solo luôn lên ấy. Ui màng đổi màng thôi, mình bật chuyển sinh ra và chơi luôn nha anh em. Mình đó là sử dụng chuyển sinh nên là cũng khá là ok anh em ạ. Và đổi tu lén nó còn đôi tài kính quá. Tú lén thì chỉ cần level 2 là nó đã mạnh rồi. Chứ đừng có nói đó là những level 6. Mỗi con thì có mỗi điểm mạnh khác nhau anh em ạ. Nói chung đáng chửi thẳng nhưng mà mình tâm lý đánh vẫn thoải mái anh em ạ. Không có gì cả, mất thì thôi chứ thua thì thôi. Nói chung chơi game đâu phải là win được mãi đâu. Có trận thắng có trận thua chứ không phải là ai cũng win được mãi cả. Ok, pha này thì có hỗ trợ rừng mình được. Nói chung bất rải thì đi rừng anh em ạ, xạ thủ đi rừng. Bất rải thì đi rừng mình nghĩ đó là sẽ tốt hơn đi lén. Đi lén thì cũng được nhá, nhưng mà đi rừng thì giúp đó là bất rải sẽ sánh sáo và tốt hơn. Ok, pha này thì vừa bắn người vừa bắn trù nhá. Nãy giờ thì FP tém mình di chuyển hơi xa. Ôi ôi thôi xong, dính đàn thân quáng rồi. Tốc biến né chiêu 2 đến từ Natalia này, quay trở lại xả đám này. Và cái kết thì lên bảng điểm số. Thơm anh em à. Từ đó là con mồi thì cuối cùng trở thành đó là kẻ săn mồi anh em à. Khi mà tém địch đó là mồi thơm, dọn đây rồi. Nhưng mà xin chia buồn với hai bạn. Chiêu 1 của mình chọn trúng 2 người và cái kết thì chiêu cuối kết thúc. Đó là hai màng luôn. Hiện tại thì 88 anh em ạ. 8 màng nhưng mà mình ăn 4 màng của tém rồi. Mình thì rất chỉ là sánh này. Giờ thì SP tém mình toàn rồi là đi lúc nơi khác ấy. Mình thứ nhất được phám, thứ hai đó mình ăn được khá là nhiều màng nữa. Bục chiêu cuối này. Ôi trúng tú lén rồi kìa. Trúng tú lén nhưng mà không lên bảng điểm số được anh em ạ. Ôi thôi xong rồi. Thôi so gì rừng nhá. Quen tay anh em ạ. Ok, thực sự xin lỗi rừng rất chỉ là nhiều. Và đó thì mình thấy đó là rừng đáng rất chỉ là xá. Mình vào bùa xanh ăn luôn. Nhưng mà bờ rài thì cũng cần bùa xanh anh em. Thực tế thì không phải là cần quá nhiều. Nhưng mà nó có sử dụng năng lượng nên là cần bùa xanh ấy. Mình nghĩ là bờ rài thì chắc có lẽ là cũng ăn được bùa xanh của tém địch ấy. Bởi vì tém mình đó là ép vào bùa của tém địch rồi mà. Nên là ở xa nên là mình ăn luôn. Hơn nữa thì cũng quen ấy, do thói quen đó là hay đi rừng nữa ấy. Ok thì hiện tại thì mình đẩy được cái trụ đó rồi thì mình sẽ đẩy luôn đó là cái trụ này nha anh em. Để lấy một đường lính siêu cấp. Bởi vì anh em có thể thấy thì tém binh và tém địch thì đang giao tránh rất chỉ là lớn ở đường giữa. Và cái kết thì tém địch đó là thắng lời. Nhưng không sao cả. Với đó là một đường lính siêu cấp này thì chắc chắn đó là sẽ lời rồi. Rồi pha này thì ngộ khỉ làm gì đấy. Ok, uầy, thích thì bắn luôn, thích thì chơi luôn này, tốc biến này. Này thì ngộ khỉ này, bắn luôn ngộ khỉ này, bá đao này, dính ngay cái đàn thân quáng này. Lùi lại đó là né một xíu này, quay trở lại xả đám. Dùng chiêu 1 làm đó là choáng đối phương này. Uầy, thơm, tự nhiên ăn được màng lá ví kìa. Bắn luôn này, lên bảng điểm số này, double cứu này. Một phát, hai phát, ba phát này. Dùng chiêu cuối này, uầy không được rồi. Natalia thì đang khá là đầy cây máu nên là mình không ăn được anh em ạ. Uầy thôi xong rồi. Nãy thì mình ăn được con búa sánh của rừng. Bây giờ thì con búa sánh này thì bị mịt rồi là kẹt mất rồi anh em ạ. Ok thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Thì mình sẽ nói về đó là bảng ngọc dành cho dốn. Bảng ngọc dành cho dốn thì sẽ là như sau. Uầy bắn. Ôi thôi xong rồi, dính đàn thân quáng thì chắc có lẽ sẽ phải lui lại thôi. Ngọc cho dồn thì sẽ lên đó là ngọc đỏ. Tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 5 viên.
và 5 viên ở tóc đánh tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím sẽ lên 7 viên, đó là tóc đánh tóc chay, 3 viên hút máu, còn ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp nhá. Pha này thích thì chơi luôn, bà thì cúng tà mà lên chơi luôn. Uầy, không ổn đây anh em ạ. Và nắn được màng thân thánh và nắn được màng đó là xà thủ của tém địch. Nhưng mà không ổn cho lắm khi mà đó là dính ngáy đó đến từ vết rét cũng như là ngô khỉ. Với ngô khỉ thì cũng khá là khó chịu nha anh em. Nó tăng hình, nó lại gò cho hai phát thì mình mà không cẩn thận là lên bảng điểm số ngay lập tức ấy. Ở trận đấu này mình sử dụng chuyển sinh nên là nhiều khí đó là trước phút thứ 12 mình vẫn liều anh em ạ. Bởi vì chuyển sinh quá phút thứ 12 thì nó vô tác dụng ấy. Tuy là không có chỉ mang sát thương chuẩn nhưng mà chỉ mang bình thường vẫn rất chết. Đây đây đây, một bắn là lù luôn này. Anh em thấy xà thủ của tém địch ra bốc hơi thịt thịt cân hết. Bắn lươn lên bảng điểm số này, triple cứu con ai nữa không? Thôi xong rồi, tem địch lên bảng điểm số đó là 1, 2, 3, 4 người rồi. Liệu trận đấu có kết thúc được hay không? Mình đang còn cúng tà mà nha anh em, nên là tem địch ra thì sẽ chơi luôn này. Này thì ngộ khỉ, này thì ngộ khỉ, kết thúc được hay không? Uầy, lại trúng đó là tu len anh em ạ. Rồi, ngộ khỉ tăng hình ra rồi anh em ạ. Bắt luôn, lên bảng điểm số này. 12 màng này, bắt luôn đó là xà thủ tém địch này. Vết này thì vết rét này. Ôi ôi, kiếm mega kill cùng lên anh em ạ. Tripper kill quá ra kill ơi kìa. Đâu mega kill? Mega kill, uầy, thôi xong rồi. Kết thúc trận đấu rồi anh em ạ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi kênh like của mình nhá. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh. Nói chung thì hy vọng là được chuỗi tâm đó là 25-30 gì đó. Ok, thì tối mà rảnh thì mình sẽ live stream đánh cùng anh em nhá. Chúc anh em đã luôn leo rank thành công và vui vẻ. Ok, bye bye anh em.